thấy như bản thân em là ngủ ngon em thấy khoái lắm. Ngày xưa dễ gì mà ngủ được, bây giờ là trường cái đá chưa bỏ ra khỏi cái khăn là đã ngủ mất tiêu rồi. Coi như là nó nằm đè lên nó ngủ mất tiêu rồi, chẳng biết trời trăng mây nước gì hết. Với lại cái vấn đề là tiểu đêm đó cô, ngày xưa là em trung bình là ít nhất là một lần đi tiểu đêm, còn bây giờ là nằm tới sáng. Không có phải cái đó cho nên chính vì vậy giấc ngủ cũng lâu. Con trai em cũng vậy, không có bị gì thế gian. Đó là cái mà em rất thích. Cái trường cả cho anh trai nè. Dạ, thì đó tối là hai vợ chồng với đứa con là một nồi đó, là chia nhau. Dạ, chúc mừng nghe. Dạ, em cũng cảm ơn thầy, cảm ơn cô đã truyền đạt để mọi người có một cái sức khỏe tốt mà an toàn, không phải mất tiền uống thuốc mà tác dụng phụ đủ thứ. Em đã từng uống thuốc ngủ nhưng không giải quyết được. Không, cả ngày hôm sau mình à? Dạ, ngày gần. Rồi nó giảm trí nhớ, rồi đầu óc mình căng thẳng thêm, stress thêm. Dạ, rồi có lúc phải đi uống cái thuốc để cay cái thuốc ngủ, nó ghiền á. Cô ghiền. Em thấy sướng.